Cái thằng drop set này với thằng mắc OT là kẻ thù không đội trời chung. Hai triết lý nó hoàn toàn ngược nhau luôn. Mà trong cái thằng drop set nhớ chừa sức nha. Không phải là cái cuối cùng là cái gục ngã, không phải. Cái cuối cùng là cái tạm tạm thôi. 6 7 8 à, cái nữa nè à, cái nữa nè. Good job. Từ từ căng. Hon. Rồi buông. Rồi đi bước ra thoải mái. Xét đầu tỉnh, xét hai lát, xét thứ ba là ngáo ngơ luôn. Rồi, bây giờ Duy Nguyễn sẽ chỉ cho Hương Trần cái kỹ thuật tập drop set là một trong những kỹ thuật nâng cao của gym nữ tâm kinh và Duy Nguyễn gym phổ đều sử dụng kỹ thuật này. Thì kỹ thuật drop set nó sẽ tập ở THL Gym là ngon nhất. Tại sao? Tại đơn giản là THL Gym là được thiết kế bởi Duy Nguyễn nên nó chuyên phục vụ giáo án các bạn. Nó đại loại nó là vậy thôi. Giáo án mà thực hiện trên drop set á, mà trên cái thiết bị tạ nào mà ngon nhất em biết không? Trả lời lâu quá. Ngon nhất phải là cable Mỹ Đế. Chỉ có cable Mỹ Đế nó mới có độ mượt. Này là thầy Honey cũng nói rồi. Cái cable nó tạo cho bạn độ mượt và lúc mà bạn vô nó control được tạ. Mà cái thằng dumbbell nó không làm được. Nó sẽ khác biệt giữa cable và dumbbell nha các bạn. Nên cái cable là thằng tập prop set sướng nhất. Sướng nhất luôn. Đã nhất luôn, không tin thử đi. Còn nếu mà trong trường hợp mà phòng tập không có không cây bồ mới tập drop set dumbbell và chuẩn bị 6 cục để đây thì cũng được thôi, mà bằng chiếm dụng của người ta ghét. Bằng chiếm dụng của người ta đóng chứ mày tập mình mày chơi 6 cục tạ. Rồi chưa kể chơi bao bèo, xong rồi thằng đứng bên này mà tháo tạ ra, thằng đứng bên kia tháo tạ rách hoặc phiền quá. Phiền nó không có vô, đúng không? Bạn phải hiểu rằng cái Freeway á là chuyên mạnh và chuyên nặng. Chứ không phải là nó không phải là chuyên cường độ và chuyên căng. Nên drop set trên hệ máy cable là đã nhất. Và bây giờ Hương Trần sẽ drop set trên cái máy có tên là PA Last Pull Down. Set đầu tiên 5 cục xong mình sẽ drop 20%. Drop là một lần là drop 20% nha các bạn. 20 cho tới 25%. Bạn drop 25% là trình gà, bạn drop 20% là trình cơ được được. Rồi, tập bình thường, cứ tập bình thường. Căng cơ hôn lại. Đó, đung đưa ra, bài này nó phải đung đưa vậy nè, đó, đung đưa. Căng ra hôn lại. Tập tới 8 là đạt yêu cầu, 10 tốt. Mà trong kỹ thuật drop set nhớ chừa sức nha. Không phải là cái cuối cùng là cái gục ngã, không phải. Cái cuối cùng là cái tạm tạm thôi. Xong xuống, lên tiếp, nghỉ. Một set drop set là 3 set liên tiếp. Chứ không phải là một set drop set là vậy. Nãy giờ mới được 1-3 set chưa xong set nha. Nên khái niệm set nó sẽ khác. Đếm tối thiểu 8 cái. Tối thiểu 8 cái. Vô. Mà bạn nên nhớ nha, kỹ thuật drop set không có lạm dụng nha các bạn. Nó khác kỹ thuật super set. Kỹ thuật drop set là bạn drop một bài thôi. Trong một buổi tập bạn drop một nhóm cơ chưa drop một bài. Rồi vô. Đó drop nữa đó. Đó drop nữa. Một nhóm cơ chưa drop một bài thôi các bạn, không có drop hoài nha. Tập tới cạn kiệt năng lượng luôn mà xuống. Nó lì rồi đó. Nó cái tay vào quẹo rồi đó. Set cuối tập tới ngưỡng thất bại. Tập tới ngưỡng thất bại. Trên 8 cái nha. Mà cho xít nhẹ cũng được nữa, nhưng mà phải tập tới ngưỡng thất bại. Đó, mà thấy nó cái màu nó giống như FST7 rồi đó. Tức là cái tên giáo án nó đặt như là một chuyện. Tất cả nó đều là trên một cái khối lượng kích thích cơ bắp liên tục. Còn tên giáo án là chuyện tên... Thôi xong rồi, làm quay vậy? Xong rồi. Hồi nãy mấy set rồi? 8, 3 set. Sao set cuối tôi kêu tập tới ngưỡng thất bại rồi. Không đấm bài. Thôi uống đi, xong một set rồi đó. Cái sau gỡ nha, cái đầu vậy là thầy không phái rồi đó. Set cuối cùng á, nó sẽ tập tới ngưỡng thất bại luôn. Có thể là 10 cái, 12 cái, thậm chí là 15 cái. Rất là bình thường. Tại set cuối cùng nó đã nhẹ rồi. Mình tập mình kích thích cơ liên tục. Nó đốt hết năng lượng của cơ luôn. Đó, làm vỡ sự routine ra. Bởi vì cái nghệ thuật drop set là cái thuật dành cho swimmer cao cấp nó mới drop nổi. Chứ còn swimmer của bắp tập con cục hay cục không biết drop sao luôn. Đâu có chọn được nữa đâu. Nên đây là một cái kỹ thuật phải lên tầng số 6 mới học chứ đâu phải học sớm được. Tức là bây giờ bạn build một cột viên từ nhỏ tới lớn, tầng số 6 là tập giỏi lắm là phải 6 tháng. 6 tháng nó mới lên được tầng số 6. Là nửa năm rồi đó bạn. Bởi bạn học cái giáo án là giống như học đại học vậy đó. Kiến thức nó nhồi liên tiếp. Đó, mỗi học phần, mỗi chương trình nó có số điểm tính chỉ riêng này nọ kia, thi bát môn lên cấp đó, học xong tới tầng số 7, số 8 đi về hết chạy rồi xong thì bạn đổi là bạn tập gym phải có cái gì chứ tập cái năm không biết gì hết tập làm gì. Đồng hoàng nè, set đầu nghiêm túc vô đó, 1/3 set đầu, đếm lớn lên mấy rồi, mặt nhăn như khỉ ngớp vậy, đếm lớn lên. Rồi, tiếp. Xuống. 1 2 3 4 5 5 Mày nghĩ ngớt vậy? 6
Đó, vô đó, đã đó. 7 8 Good job. Rồi, last one. Rồi, tiếp. Rồi, vô nè, tập tới ngưỡng thất bại luôn. 1 2 Tập trung nè. 3 4 5 6 7 8 2 cái nữa nè. À, cái nữa nè. Good job. Từ từ căng. Hold. Rồi buông. Rồi đi bước ra thoải mái, thở oxy, phục hồi. Cái thấy căng rồi đó. Đừng tưởng drop set dễ ăn nha. Tập đúng drop set là phê lắm á. Cái thằng drop set này với mắc OT là kẻ thù không đội trời chung. Hai triết lý nó hoàn toàn ngược nhau luôn. Mà phụ nữ đâu tập mắc OT làm vậy. Càng về sau càng khó. Set đầu tỉnh, set 2 lát, set thứ 3 là ngáo ngơ luôn. Bây giờ thường á, cái thực drop set là chúng ta áp dụng cái set cuối cùng tập xong đi cardio luôn. Chứ không ai đầu tiên vô tập và drop set cả. Nên cái cách mà bạn thiết kế giáo án này nọ kia là bạn có kiến thức, bạn tự thiết kế được, chứ không cần phải gì thiết kế cho bạn. Gì thiết kế cho bạn dựa trên triết lý gì, dựa trên gì là gì mình đã chỉ cho các bạn rồi. Thì các bạn cứ tự thiết kế giáo cho mình. Nhớ, drop set tập ở cái set cuối cùng của một nhóm cơ. Thí dụ như cơ đùi bạn đã drop set rồi thì bạn không drop set lần hai. Đó, bạn drop set cái cơ bạn chưa drop set. Nói chung á, một buổi tập bạn tập tối đa hai nhóm cơ thì bạn chỉ có hai bài drop set là tối đa thôi. Không được áp dụng ba bài sai nguyên tắc. Em cảm giác em không thể cử động nổi nữa. Thôi, tới giờ làm biếng rồi đó. Vô. Em cầm cái này cũng khó. Rồi, vô nè. Vô đây, đuôi, thầy đuôi, thầy đuôi. 1 2 Chúng nè. 3 4 5 Từ thôi. 6 7 8 Rồi, ok. Giảm tạ. Vô nè. Vô nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 Rồi, last one. 10 cái đi. Vậy bạn tính là 1 set drop set là bạn tập 2 tập là 8 x 3 là 24. Thấy ghê chưa? Hơn super set. Nó giảm ăn nhiều. Cái drop set này nó khó hơn super set nha các bạn. Đuối lắm á. Tập chết bỏ luôn, tập xong rồi nghỉ rồi. Tập xong thưởng cho Hữu Liêm. Nổi nữa không? Ôi 10 rồi. À, rồi ok cũng được rồi xong. À, vô lắm mà nhức được không? Phòng đất rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ê, cục này bóp đã lắm mấy bạn. Ê, cục này nè. Được không? Nó đơ luôn rồi. Nó đơ luôn rồi nên không có cảm giác gì. Cái cục này nè. Thôi quay chào khán giả đi. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình video của Duy Nguyễn Phương Trần. Hy vọng video này giúp cho bạn có kiến thức về drop set bỏ vô tầng số 6 của gym nữ Tâm Kinh. Rồi chúng ta cùng luyện con trai tập drop được nha bạn. Và các bạn là nam hay là nữ, các bạn nên đọc cái giáo án gym nữ Tâm Kinh đi. Duy Nguyễn chỉ rất là kỹ, rất là cụ thể, rất là chi tiết trong giáo án đó. Các bạn nam cũng nên đọc giáo án đó trước khi qua Duy Nguyễn gym phổ. Tại vì một kiến thức Duy Nguyễn không chỉ hai lần. Duy Nguyễn đã chỉ rất là kỹ bên gym nữ Tâm Kinh rồi, thì bạn qua Duy Nguyễn gym phổ các bạn sẽ chỉ, sẽ học sẽ rất là nhanh. Tại sao Duy Nguyễn ưu tiên gym nữ Tâm Kinh? Tại đơn giản, thứ nhất, phụ nữ quá thiệt thòi trong gym. Thứ hai là các bạn nam xem cái giáo án này các bạn sẽ ra làm PT luôn. Nhớ theo dõi giáo án là phải có gì? Thì workout, intra workout và post workout, đầu tư để chạm tới ngưỡng đẳng cấp.